một loại cửu độc trùng lấy độc tố làm thức ăn. Nó lại thanh lọc một cách thần kỳ, nước sông vốn dĩ đầy độc tố. Vì thế, người đàn ông lấy cơ thể mình ra làm thí nghiệm, để cửu độc trùng sinh sống trong cơ thể, hy vọng từ đó có thể ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của các bệnh bên ngoài. Vì thế giới loài người lúc đó đang phải hứng chịu sự dày vò của các loại bệnh tật và sinh vật biến dị. Thực nghiệm rất thành công. Người đàn ông sau khi bị cửu độc trùng ký sinh thì biến thành bách độc bất xâm. Nhưng chỉ tiếc rằng, sau khi con gái anh ta bị lây nhiễm bệnh, anh ta cũng dùng cách thức tương tự cho con gái uống cửu độc trùng, nhưng lại không hề có hiệu quả. Con gái sau đó cũng rời khỏi thế giới này. Đối diện với bệnh tật đang ngày càng nghiêm trọng cùng sự uy hiếp của sinh vật biến dị, những người còn tồn tại không thể không xây dựng tường cao ở trung tâm thành phố, từ đó cách ly với thế giới, với môi trường tự nhiên ngày càng nguy hiểm. Nhưng trong tường cao kia cũng không phải nơi an toàn lâu dài. Không lâu sau, một loại bào tử vô cùng nhỏ đã xâm nhập vào thành. Loại bào tử này khiến người nhiễm bệnh sốt cao không ngừng, khiến họ rơi vào tình trạng chết não. Để cứu những người sống sót còn lại, người lãnh đạo phái tùy tùng tìm đến người đàn ông bách độc bất xâm, cầu xin anh ta hãy ra bên ngoài bức tường tìm ra thuốc giải có thể đối kháng lại loài bào tử này. Nhưng anh ta đã tâm tư nguội lạnh, sớm đã từ bỏ nghiên cứu đối với căn bệnh này, cho nên không muốn nhận nhiệm vụ này. Vì anh biết rõ nguy hiểm của thế giới bên ngoài lúc này, nếu như mạo hiểm ra ngoài chẳng qua chỉ là tiễn thêm người đi. Người tùy tùng nhìn ra tâm tư của người đàn ông nên nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Đây là những manh mối mà trước đây anh ta phái người đi điều tra. Theo những gì được miêu tả, cơ thể đã giải phóng bào tử kia rất có khả năng ở gần miếu thờ bên ngoài thành. Có sự giúp đỡ của cuốn sổ, người đàn ông muốn thử một lần. Anh ta làm sẵn một cái túi để làm mặt nạ phòng độc, sau đó đi theo tùy tùng ra ngoài. Hai người ngồi trên tàu đi ra ngoài thành. Lúc này bên ngoài thành cây cối rậm rạp, trên con đường đi tới ngôi miếu thờ kia, bọn họ phát hiện một thi thể, bên trên đó đang có ký sinh trùng. Chúng đang giải phóng những vật thể màu trắng sữa, chính là bào tử. Xem ra đây là căn nguyên của bào tử. Vì thế người đàn ông cầm dao, chuẩn bị cắt lấy vật thể kia về làm thí nghiệm. Nhưng không ngờ sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Đây là vi khuẩn của loại ký sinh trùng trên xác chết. Nó hút chất từ người chết để duy trì sự sống. Người đàn ông định tách nó ra, đem về nghiên cứu. Nhưng khi con dao vừa động vào gốc của loại nấm khuẩn kia, anh ta lập tức đau đầu chóng mặt, sau đó rơi vào hôn mê. Trong mơ hồ, anh ta thấy cô con gái đã mất của mình. Khi anh ta tỉnh lại thì tùy tùng bên cạnh đã bốc hơi. Anh ta đến bờ sông, rửa sạch bụi phấn trên cơ thể, thấy cửu độc trùng đang phát sáng trên người. Anh ta ý thức được đây là cửu độc trùng cứu mình, thay mình thanh lọc độc tố trong người. Lúc này anh ta nghe thấy tiếng chuông, quay đầu nhìn, ngôi miếu đang ở không xa. Sau khi vào trong ngôi miếu u ám này, người đàn ông phát hiện bên trong đầy bào tử, vô số bào tử đang tràn ra trong không khí, sau đó không ngừng thâm nhập. Người đàn ông phát hiện ra tùy tùng chỉ còn hơi tàn. Một con quái vật to lớn đang cấy bào tử vào cổ của anh ta. Con quái vật phát hiện ra người đàn ông thì trốn đi. Khi anh ta đang hốt hoảng tìm tung tích con quái vật ở khắp nơi thì nó đã lộ nguyên hình, đánh ngã người đàn ông xuống đất. Sau khi sống chết vùng vẫy, anh ta cuối cùng đã thoát khỏi sự tấn công của con quái vật, nhưng ngực của anh vẫn bị nó đâm một lỗ. Anh ta lập tức uống thuốc, lại gọi cửu độc trùng trong người dậy. Người đàn ông máu me khắp người lấy ra cái túi nhỏ kia, sau đó dùng nó tấn công con quái vật, nhưng nó lại dễ dàng tránh được. Thấy đèn huỳnh quang xuống đất, anh lập tức có kế hoạch. Anh ta lấy chao đèn nhắm ném vào con quái vật. Quái vật đột nhiên cả người nó phát sáng, nó không thể giấu mình trong bóng tối nữa. Anh ta nhân cơ hội tiến lên ra tay với nó. Sau đó anh ta dùng hết sức lực, dùng một đao giết chết quái vật. Sau chuyện đó anh ta mới hiểu, hóa ra con quái vật và bào tử là quan hệ cộng sinh. Con quái vật ăn vi khuẩn trên xác chết, còn bào tử thì nhờ quái vật đến để giúp nó sinh sôi. Bọn chúng dựa vào nhau để tồn tại, từ đó đào thải kẻ yếu trong môi trường tự nhiên. Dù người đàn ông đã luyện được thuốc giải từ cơ thể bào tử mà anh ta mang về, nguy cơ tồn tại của loài người đã tạm thời được giải quyết. Nhưng đối diện với môi trường tự nhiên đang càng ngày càng nguy hiểm, loài người sau này sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn. Để dùng kế wifi anh ta